chạy bất chấp này. Màn ảnh lớn vậy ha. Lớn lên, bán đi rồi. Làm cái bàn là màn ảnh lớn kìa ha. Đây là da giống mắt đơ vậy. Nó cũng ngon giống mắt đơ. Thích rồi lắm rồi đi. Nói hàng quá này như là hàng quá. Làm con rồng kìa. Công ty Hòa Bình như đó làm con rồng. Mừng xuân. Mừng xuân vui mừng đảng, mừng xuân mừng đảng. Ở đây năm nay ông làm những cái rọ bắt cá đẹp, chỗ hồ Thiên Văn nè, đẹp ha. Giống Noel ha, Noel nó có làm không? Noel thì nó trắng đẹp sao, nhưng mà nó không có mấy cái đèn văng ngang. Sushi. Đây lên phía này. Đây cái vô cũng mấy lần. Đó, giống tàu cũng có. Rồi gần sang đây. Vàng đèn rất đẹp. Thank you.
rất là dinh độc lập. Đông dữ ha, kẹt xe như này. Street food, cái này là đồ ăn hay gì biết? Quá đông. Hôm nay mùng 5 quá xa đông, người ta đi đi đâu không biết mà đông quá ha. Chắc điếu cà phê này kia. Chắc giờ nó về rồi ha, ta về rồi, giờ đi quê rồi, giờ về. Starbucks.
anh nhớ hết chỗ anh xin đi. Anh nhớ hết chỗ nhiều người nó đi chứ, mà chắc là ông cái loại gì nhưng mà anh chuyện ông có lời giặt về chứ không phải là hết chỗ. Vô uống cà phê, uống trà sữa, uống gì cũng được ở đây. Hello, hello. Đây, lậu anh đi đây ha. Anh đi dưới này ha. Để lên lầu. Đẹp ha. Đây có mát thôi đâu có lạnh đi. Ra ngoài kia được không? Đâu có trời ra ngoài. Không có ra được ha. Lên lầu sắc bớt. Xe cộ đang chạy đông. Trong Starbucks ở Sài Gòn rất đông không? Nãy giờ là còn mang đê nhưng mà lâu lắm mới được. Chờ lâu lắm. Bữa nay đông người, rất là đông người. Tại Tết, mừng năm Tết. Thấy người ta không? Chạy ào, rất là đông. Đây bạn của chúng tôi ngồi đây.